Xin chào quý anh chị, em là Thao đến từ công ty chứng khoán MB. Hôm nay em xin chia sẻ về nhận định thị trường trong phiên ngày 10 tháng 9 năm 2024 và chia sẻ sẽ thêm về phân tích xem là tháng 9 là có phải là cơ hội tốt để anh chị đầu tư trong trong giai đoạn tới không. Về chỉ số trong phiên hôm nay thì VN-Index duy trì cái đà giảm điểm ngay từ đầu phiên, để VN-Index giảm xuống vùng một này, có một lúc tăng nhẹ lên vùng trên 1266, nhưng mà sau đấy thì có duy trì đã giảm dần. Thì chị thấy là cái lúc mà thị trường đầu thị trường tăng lên tận vùng trên 1270 đấy, sau đấy thì giảm dần do cái thông tin từ hôm qua thị trường Dow Jones tăng tốt đấy, sau đấy thì bên đây duy trì đã bị bán nhưng mọi phiên từ khối ngoại trong phiên hôm nay cũng bán liên tục tới giai đoạn mà trước AT 14 giờ 10 thì đã bán tới 500 tỷ và cổ phiếu đa phần bán vẫn là các cổ phiếu lớn, trong khi lực mua thì khá là ít nên thị trường tiếp tục rơi vào cái nhịp điều chỉnh. Trong phiên hôm nay thì anh chị để ý là các cổ phiếu như là của dòng mid cap thì bị bán khá là mạnh, như dòng của dòng cổ phiếu bất động sản này, bất động sản hay một số cái mã mà chứng khoán thấp như kiểu như PCI và BS, trong khi một số cái cổ phiếu mà được hưởng lợi từ cái việc mà bão lũ lụt ấy, thì như Dabaco hay HTG thì tăng tốt. Tuy nhiên là cái đà này nó không duy trì được nhiều trong chỉ số, thì cái luồng tiền vô vào thị trường giảm anh chị để ý là cái mã giảm điểm là chiếm áp đảo trên 300 mã phần một dòng tiền, cũng cho thấy là trên 10.000 tỷ cổ phiếu giảm đấy, hầu hết các mã đều có xu hướng giảm hết đấy, nước ngoài cũng duy trì bán ròng và có mua lại ở giai đoạn cuối phiên. Giai đoạn cuối phiên thì nước ngoài cũng mua ròng lại là hơn 100 tỷ. Thanh khoản trong phiên nay thị trường giảm và thanh khoản ở mức cao thì nó cũng là tín hiệu không được tích cực cho lắm. Tuy nhiên là trong phiên hôm nay thì phiên đấy cũng có cái mức hồi phục nhẹ trong về cuối phiên đấy, sau khi mà chạm cái đường mà 50 thì đây vẫn là có tín hiệu tích cực khi mà test lại vùng mà 50. Mà trong phiên tới phiên đấy mà xuyên thủng cái vùng 1250 thì phiên đấy sẽ có cái xu hướng mà rơi về cái vùng dưới của vùng mở hỗ trợ 1200. Cái đà giảm như thế này thì phiên đấy rơi khá là chậm nên nó sẽ là bào mòn tài khoản của đầu tư rất là nhiều. Nên là đối với anh chị mà sử dụng margin hay là dùng các cổ phiếu mà mid cap có yếu tố nóng nóng trong thời gian trước ấy, thì anh chị nên phải giảm bớt cái lượng margin ở cái nhịp hồi phục của thị trường, tránh bị cắt sẹo tài khoản từng đợt nhỏ. Cái đồng tiền bây giờ nó cũng chưa vào các cổ phiếu mid cap, thì việc mình nếu mà thủng 1250 thì anh chị nên phải thực hiện là giảm bớt cái tỷ trọng để đảm bảo nó không bị cô margin hay là bị bán giải chấp ở cái tâm lý chán nản lúc mà thị trường vào đáy đấy. Đấy là về thị trường thì hiện tại thì vẫn là trên vùng màn 50, thì mình vẫn kỳ vọng là hiện tại cả trong cái giai đoạn trước ấy, thì là biết đấy luôn về cái sau khi mà vào trong vùng màn 50 thì nó có những cái giai đoạn test lại vùng màn 50 để đi lên tiếp, là mình kỳ vọng đợt này cũng sẽ là biết đấy sẽ hồi phục đây. Thì chỉ thấy là biết đấy cũng có những cái đợt mà vượt qua vào 50 và test lại sau đây đi tăng lại rất là tốt, thì mình cũng kỳ vọng là giai đoạn này thì đây cũng chỉ test lại vùng màn 50 thôi. Cổ phiếu đầu tư thì anh chị nên tập trung vào giai đoạn hiện tại thì nên tập trung các cổ phiếu mà có yếu tố mà trụ hoặc là có yếu tố nước ngoài mua dòng. Ví dụ như em ở trong cái giai đoạn anh chị có thể theo dõi thống kê mua dòng ở các bất kỳ các trang của công ty chứng khoán nào chẳng hạn, và trên MBS cũng sẽ có thống kê những cái mã hay mua dòng. Ví dụ như lần này là sẽ hay mua dòng Vinamilk, CTG này, này của các cổ phiếu thuộc dòng bán lẻ hay như MLG này, GMD hay là DGW, chỉ có tháo để tham gia đầu tư và giảm thiểu rủi ro, hoặc là mình chuyển dịch dòng vốn đầu tư từ các mã mà bị cáo có yếu tố bị ngoài bán, mình chuyển dần sang thôi đấy, thì sẽ giảm thiểu rủi ro và gia tăng lợi nhuận khi mà thị trường hồi phục. Okay, tiếp theo là em đến cái phần 2 về cái tháng 9 là có phải cơ hội tốt để chị tham gia đầu tư ở giai đoạn này không, thì nó cũng có nhiều cái diễn biến phức tạp để cho tháng 9, thì em xin được trình bày slide như sau. Đây thì là slide thì là tháng 9 là có phải cơ hội tốt để đầu mua không.
Thì bối cảnh thì VN-Index cũng có một cái giai đoạn giảm điểm sau khi tăng lên vùng 1280. Sau thời gian mà tăng tương ứng còn giai đoạn tháng 8. Nhiều mã mid-cap phải đang giảm điểm khá sâu so với chỉ số. Và cái dòng tiền ngoại là đang liên tục rút dòng ở giai đoạn này. Về dòng tiền ngoại thì em đã có chia sẻ một số slide trước là dòng tiền ngoại liên tục rút dòng là tại vì cái hiệu suất ở cái thị trường Việt Nam đang ở mức thấp so với các thị trường khác, là cái dòng vốn ngoại liên tục rút dòng và có xu hướng là chuyển dịch sang các kênh mà có cái mức sinh lợi tốt hơn. Ngoài ra cũng có dòng tiền ngoại cũng có thể là đang thực hiện chốt lời dòng có một số dòng đã có lãi trong thời gian trước. Thì cái yếu tố có lợi trong cho thị trường chứng khoán trong tháng 9 thì mình có thể theo dõi là cái về việc là kinh tế Việt Nam đang trên đà hồi phục rất là tốt, GDP liên tục tăng trưởng trên mức trên 6%, đạt theo cái mục tiêu của chính phủ đề ra. Chính sách tài khóa vẫn đang là chính sách mở rộng và liên tục là nó hỗ trợ nền kinh tế, nhất tiền tệ cũng thế, cũng đang bơm tiền. Đấy, đầu tư công thì vẫn được đẩy mạnh ở cái giai đoạn mà hiện tại như là các dự án như quy hoạch điện 8 hay là cái việc mà thực hiện các cao tốc Bắc Nam ấy thì cũng được đẩy mạnh rất là nhiều. Và yếu tố tiếp theo là có lợi cho thị trường chứng khoán là cũng là cái sức kỳ vọng về việc khối ngoại sẽ quay lại mua dòng. Thì ở đây thì mình theo dõi cái xu hướng dòng vốn ngoại thì dòng vốn quốc tế thì vẫn khá trái chiều nhưng mà lại bất ngờ mua mạnh ở các thị trường như là Đông Nam Á, như là anh chị theo dõi đây, ví dụ như Indonesia này, Malaysia này, Thái Lan này, và dòng rất là mạnh. Việt Nam thì bắt đầu có cái yếu tố vào dòng nhẹ một tí đấy. Đấy, trong vòng cái tháng qua thì các thị trường Đông Nam Á đã có dự vào dòng lại sau một cái thời gian mà bị bán dòng ở giai đoạn trước đấy, trong khi cái thị trường mà Đài Loan hay là Hàn Quốc hay là Nhật Bản thì cái giai đoạn trước này thì được vào dòng lớn thì đoạn này lại bị bán rất là mạnh. Đấy, đấy nó sự chuyển dịch dịch dòng vốn của nhà đầu tư ngoại, thì mình cũng kỳ vọng là nhà đầu tư ngoại sẽ chuyển dịch vốn và quay trở lại thị trường Việt Nam, lúc đấy hỗ trợ cho thị trường trong thời gian tới. Ngoài ra này là đang bán rất là nhiều và ảnh hưởng rất nhiều bạn trụ nên thị trường của mình cũng khó mà tăng mạnh được. Đấy, thì cái nhà đầu tư ngoại đang xu hướng rút dòng, đang vào dòng ở thị trường các nước, chủ yếu là thị trường Thái Lan do cái yếu tố về cái quỹ set set index nó đã bị bán tháo thì khối ngoại là đang giải ngân nhẹ. Bây giờ đang giải ngân ở thị trường Philippines này hay là Indo hay là Malaysia. Thì chứng khoán Việt Nam thì vẫn chưa chứng kiến sự đảo ngược xu hướng dòng tiền. Tuy nhiên là cái giai đoạn này hiện tại thì cái lượng bán dòng lại sẽ không áp đảo như giai đoạn trước. Thì theo cái số liệu của thống kê của khối ngoại thì cụ thể giá trị bán dòng trong tháng 8 chỉ ở mức là 3.700 tỷ đồng thôi. Khi mua bán dòng đã giảm rất là nhiều so với tháng trước, nhưng thông thường tháng trước thì phải tầm bán trên 5.000 tỷ là ít đấy, có những phiên là giá bán trên 1.000 tỷ, bây giờ có phiên thì chỉ bán 200-300 tỷ và dưới tầm đa phần là dưới 1.000 tỷ à. Ngoài ra thì cái dòng tiền khối ngoại cũng có xu hướng là đang đang chuyển dịch, tức là cái một số dòng như là dòng thép này, thép thì đang bị thép hay là dòng bất động sản trong phiên hôm nay đang bị bán, trong các nhóm như tiêu dùng bán lẻ hay thực phẩm này đang được duy trì đảm một dòng đấy, thì cường độ bán dòng trong khi đấy thì cái cường độ bán dòng cũng đang có cái dấu hiệu mà chậm lại đấy, là cứ bán dòng ở đầu phiên nhưng cuối phiên lại cũng có xu thế là mua dòng lại, tức là khối ngoại nó cũng có sự không phải là bán tháo toàn bộ, tức là nó vẫn là khá là tích cực trong ngắn hạn. Về yếu tố lịch sử thì mình xét thế, yếu tố lịch sử của tháng 9 thì trong thông thường trong tháng 9 tháng 5 thì là mức tăng trưởng bình quân là chứ 0,6%. Thông thường thì tháng 9 là sẽ không có biến động quá nhiều chứ những năm bị tác động bởi tỷ giá như năm 2022, 2023. Tuy nhiên là tăng trưởng hàng quý trong tháng quý 4 ấy, thì hàng năm thì vẫn đạt tích cực là 3,3%, tức là mình đầu tư ở tháng 9 và kỳ vọng là và tăng trưởng vào quý 4 thì vẫn là hiệu suất khá là tốt. Đấy, mặc dù cái giai đoạn mà thị trường bị tác động của tháng 9 giảm thì sau đấy nó vẫn sẽ hồi phục ở quý 4. Đấy, ở đây thì mình có thể có cái lịch sử như vậy, mình kỳ vọng trong tháng 9 là thị trường sẽ hồi phục ở nửa sau vào giai đoạn tháng 9. Thì hiện tại 2 tuần tháng 9 thì cái thị trường nó cũng khá là yếu. Định giá thì hiện tại thị trường Việt Nam là đang định giá rất là hấp dẫn so với các nước trong khu vực đấy.
chỉ thấy cái định giá thị trường PE của thị trường Việt Nam là chỉ mức 11.5 thôi, cái thị trường Singapore hay Trung Quốc à. Còn nó đang rất thấp hơn rất nhiều với thị trường là Indo hay là Thái Lan hay là Malaysia. Đấy là nơi cứ có dòng tiền ngoại đang quay lại đấy. Thì việc mà PA thấp như này thì cũng sẽ là giúp cho cái dòng vốn ngoại có thể là dễ dàng cập bến trong thời gian tới, khi mà cái lượng định giá rất là rẻ và hấp dẫn. Thế là cái kỳ vọng mà dòng tiền sôi động sau khi Fed hạ lãi suất, thì hiện tại là cái công cụ kỳ họp Fed sắp tới là ngày 18 tháng 9, thì hiện tại là xác suất để mà giảm lãi suất thì vẫn đang là hầu như là 100% rồi, chỉ là giảm ít hay giảm nhiều thôi. Xác suất thì vẫn đang là giảm nhẹ 0,25 điểm đấy. Thì vì cái dòng tiền của nhà đầu tư trong nước nó sẽ được kỳ vọng sẽ là sôi nổi hơn khi mà ngân hàng nhà nước có thể điều hành một cách nới lỏng hơn khi mà Fed hạ lãi suất và đồng USD tiếp tục hạ nhiệt, cho việc là mình nhà nước có thể là mua đô vào để bơm tiền ra thị trường ấy. Với hai là cái kỳ vọng sẽ là quay lại thị trường khi mà cái yếu tố nội tại trong nước như cái dòng vốn như là vòng vốn quay trở lại khi mà các kênh đầu tư khác như là bất động sản hay là vàng quay lại trở lại cái chứng khoán, tại vì nền lãi suất hiện tại nó vẫn ở mức thấp. Thế là cái tăng trưởng GDP vẫn tiếp tục ổn định, thì cái tăng trưởng GDP của trong năm nay cũng có khả năng là sẽ được mục tiêu chính phủ, và trọng tâm thì vẫn là phục chính sách là vẫn là ổn định vĩ mô và thúc đẩy tiêu dùng. Và trong tháng 9 sẽ có các cuộc thảo luận để chuẩn bị cho kỳ họp tháng 10, sẽ liên quan các luật thuế quan trọng như luật thuế VAT, luật thuế thu nhập doanh nghiệp hay luật sửa đổi của chứng khoán hay luật đầu tư công, cũng sẽ là hỗ trợ thị trường trong thời gian tới. Và tiếp theo là cái kỳ vọng pre-funding thông qua thông tư liên quan đến việc nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có thể là mua chứng khoán mà không cần đủ tiền, sẽ được ban hành kỳ vọng vào tháng 9 và triển khai ở trong quý 4, thì đây cũng sẽ là cơ hội để đẻ cho FTSE nâng hạng thị trường Việt Nam trong kỳ đánh giá ở trong năm 2025. Đấy, thì ở đây thì trong tháng 9 thì em vẫn thấy là tiềm năng của đầu tư khá là tốt khi mà mình phân bổ thành một nơi có dòng tiền ngoại mạnh đấy, để mình đón đầu xu thế nước ngoài mà quay lại thị trường Việt Nam và có cái sử dụng margin pre-funding ấy, thì mình sẽ thấy các dòng như nhà tiêu dùng bán lẻ ngân hàng này đang là thu hút dòng ngoại rất là tốt như là Maxan này, MGMB, VCB, CTG, Vinamilk thì tập trung vào các mã chúng như vậy sẽ đảm bảo hiệu quả tốt. Thì ở đây thì nó vẫn tháng 9 thì vẫn có cái rủi ro là thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp, là do cái dòng tiền nó sẽ chuyển dịch sang kênh khác lâu hơn, và kênh bất động sản là kênh vàng nó sẽ chuyển dịch mà nó sẽ không quay lại thị trường chứng khoán, nó sẽ ảnh hưởng khi mà cái lượng thanh khoản nó không duy trì tăng lại thì thị trường cũng khó mà tăng mạnh được. Rủi ro thì là có tiếp theo là cái rủi ro kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, thì kinh tế thế giới rơi vào suy thoái nó sẽ làm cho tổng cầu cầu về các loại hàng hóa hay là cầu về sản xuất nó sẽ giảm, và từ đấy thì nó ảnh hưởng thị trường Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ giảm lợi nhuận và giá sẽ giảm. Tiếp theo là chính sách tài khoá có xu hướng thắt chặt, nếu mà chính sách tài khoá thắt chặt sớm thì nó sẽ ảnh hưởng và nó sẽ làm giảm lợi nhuận và nó giảm giảm cái lượng tiền bơm ra thị trường, nó sẽ là thị trường có một cái đoạn lao dốc trong thời gian tới. Tiếp theo là áp lực từ chính sách không triển khai như đúng như dự đoán, như chính sách pre-funding hay các luật chứng khoán hay là đầu tư công nó không được triển khai nhanh ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái đà đang của thị trường và nó sẽ có thể là giảm trước khi mà cái thông tư này nó được hỗ trợ. Thì vừa rồi em vừa chia sẻ cái vấn đề việc là tháng 9 mình nên thực hiện chiến lược như nào, thì mình nên tập trung vào phân bổ danh mục vào nơi ấy, dòng vốn ngoại mạnh, tiêu dùng bán lẻ, ngân hàng như Maxan, MWG, đấy, hay MVB, VCB. Tiếp theo cái phần tiếp theo thì em xin nhận định về một số cái mã mà quan trọng của anh em quan tâm, như là các mã như là đó là bất động sản, như là các cổ phiếu đất xanh. Cái cổ phiếu đất xanh thì trong giai đoạn vừa rồi cũng là tăng rất mạnh và bây giờ cũng có quay lại xu hướng giảm điểm lại. Hiện tại thì đất xanh có cái vùng hỗ trợ của vùng mã 50 là vùng 14.4. Đấy. Anh chị nếu mà có muốn tích lũy cái dòng đất xanh thì anh chị có thể tích lũy ở dưới vùng 14.4. Hiện tại đất xanh cũng đã break ở trên sàn rồi, hiện tại nó đang có giai đoạn test lại, thì chị nếu mà muốn đầu tư thì anh chị có thể tập trung vào giữa
dưới 14, giá 14.4 để đầu tư. Về PDR thì PR thì cũng y hệt như vậy, PR thì nó sẽ có vùng hỗ trợ ở dưới vùng 20.5 trở xuống. Thì chị nếu mà đầu tư thì chị nên chọn vùng mua đấy thì sẽ giảm tiền rủi ro. PRR thì sẽ yếu hơn đất xanh tại vì nó chưa break ở trên giảm điểm nên vẫn có tiềm năng là có thể là giảm tiền trong vài đoạn tới và nó sẽ là giảm quay lại vùng này chẳng hạn dưới này. Đấy, thì anh chị có thể mua cũng PR nhưng mà thị trọng nó sẽ không được cao. Đấy, nhưng mình sẽ mua các mã mà nó cái chen này nó sẽ độ ổn định nó tốt hơn. Sau dòng bất động sản này có cổ phiếu Novaland. Novaland cũng tương tự các mã trên. Đấy, Novaland thì cũng break khỏi trên giảm rồi. Giai đoạn vừa qua thì mình chỉ có thể tích lũy ở dưới vùng 12.5 hoặc là dưới 12.3 thì càng tốt. Tại vì em muốn hỗ trợ đó ở dưới đấy. Đoạn này mình cũng không cần quá, mình mua sớm quá tại vì dòng tiền nó cũng chưa vào lại cái dòng cổ phiếu mid cap. Ở trong dòng cổ phiếu bất động sản thì mình có cổ phiếu Thăng Điền. Thăng Điền thì cũng sẽ là vùng hỗ trợ là vùng 36.8. Đấy, chị thích cổ phiếu Thăng Điền và Thăng Điền với Nam Long. Hoặc là Nam Long thì Nam Long hôm nay cũng có cái độ hồi phục rất là tốt này sau khi mà chạm lại cái vùng 200. Đấy, thì anh chị có thể đầu tư Nam Long trong thời gian tới tại vì Nam Long có rất nhiều cái dự án được ra hàng ở giai đoạn cuối năm thì nó vẫn là tiềm năng để tăng trưởng trong thời gian tới. Cổ phiếu DG trong hôm nay được là duy trì hồi phục lại. Tuy nhiên là hiện tại DG đang thủng cái vùng hỗ trợ ngắn hạn về cái việc trên tăng giá lần trước. Hiện tại thì DG nếu mà chị muốn mua thì chị nên chờ và DG quay lại cái trend tăng giá là khi vượt khỏi vùng vùng kháng cự đây để gặp vùng ở trong cái tam giác này vượt hẳn lên cái vùng 235 để chị mua vào thì rủi ro nó sẽ thấp. Đấy. Đây cổ phiếu MBS thì anh chị cũng phải chờ tích lũy khi là MBS quanh về quanh vùng 26 hỗ trợ quanh 26 anh chị tích lũy thêm. Ngắn hạn thì em đang khuyến nghị là em đang khuyến nghị vào cổ phiếu MB. MB thì đang quay lại test cái vùng 350. Đấy. Và 50 thì hiện tại thì cái giải Bollinger của MB cũng là quay về cái giải Bollinger dưới rồi. Thì em theo dõi giá của MB trong giai đoạn 6 một năm vừa qua thì MB luôn có hỗ trợ vùng Bollinger rất là tốt. Đấy. Cái chạm Bollinger dưới thì lại đều bật lên, xuống bật lên và chạm lại Bollinger thì lại bị bán. Thì về thực hiện chết đinh ở mã MB của một chiến lược khá là tốt. Thế là cổ phiếu của trong dòng bán lẻ thì mình có thể để ý mà đỡ vừa cũng chạm bên dưới rồi. Đấy. Và sắp tới cũng kỳ vọng là cái được bán iPhone và iPhone thì phải 10 ngày nữa thì bắt đầu mở bán đặt hàng ấy, thì lúc đấy mà cái lượng đặt hàng lớn sẽ là cung cấp cho cái tiềm năng cho mà đỡ vừa thời gian tới. Để gặp DGW thì anh chị nên chờ điều chỉnh giảm. DGW thì đang ở trên cái vùng đen trên thì em cũng theo cái nghĩ là sẽ phải chờ khi mà chờ sẽ rơi xuống cái vùng bên dưới thì mình sẽ mua nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy. Các cổ phiếu trong 50 thì có Vinamilk vẫn đang duy trì tốt thì anh chị có thể tham gia mã này thì về lượng khối ngoại đang một dòng liên tục ở mã này thì nó sẽ là giúp cho anh chị có thể có lợi nhuận tốt ở giai đoạn tới khi mà nên mình có thể break lên khỏi cái vùng 76. Đấy. Đấy. Về chỉ số VN-Index thì hiện tại nó đang ở quanh cái vùng đây, cũng quanh cùng mở của Bollinger và cái 350 thì sẽ là có những hồi phục ngắn hạn thì chỉ có thể giảm thiểu cái dòng mid cap và chuyển dần sang dòng chủ để đảm bảo an toàn. Đấy, sử dụng margin ít ở giai đoạn này và lượng thanh khoản ở mức thấp. Chúc anh chị đầu tư thành công. Thì anh chị nếu mà có cái mã nào cần thắc mắc, cần phân tích thì có thể nhắn riêng cho em theo số 0986 344 056 hoặc là để lại comment ở dưới video. Đấy, anh chị cần một tài khoản hay cần hỗ trợ thì có thể liên hệ em theo số bên dưới màn hình. Chúc anh chị đầu tư thành công và hẹn gặp lại anh chị ở video tiếp theo.